cảm xúc tội lỗi trong địa đàng. Khi nhắc đến giường địa đàng, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến một nơi đầy sự tươi đẹp, nơi mà con người được sống trong hạnh phúc trọn vẹn. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng giường địa đàng cũng chính là nơi đã chứng kiến sự sa ngã của Adam và Eva, những người đầu tiên của nhân loại. Sự kiện họ bị đuổi khỏi địa đàng không chỉ là một câu chuyện trong Kinh Thánh mà còn phản ánh sâu sắc những cảm xúc, suy nghĩ của con người về tội lỗi, trách nhiệm và tình yêu. Đằng sau những hình ảnh trong truyền thuyết ấy là những cảm xúc mãnh liệt, những nỗi đau mất mát và sự hoài nghi về tương lai. Có lẽ không ai trong chúng ta có thể tưởng tượng nổi cảm giác của Adam và Eva khi họ nhận ra rằng mình không còn thuộc về nơi đã gắn bó với họ bao lâu nay. Những cảm xúc này không chỉ đơn thuần là sự sợ hãi hay nỗi buồn mà còn là những cảm giác sâu sắc hơn về trách nhiệm, tình yêu và hy vọng. Dù là một câu chuyện cổ xưa, nhưng những cảm xúc ấy vẫn còn rất gần gũi với chúng ta trong cuộc sống hiện tại, nơi mà con người luôn phải đối mặt với những quyết định khó khăn, những mối quan hệ phức tạp và những lựa chọn dẫn đến cả hạnh phúc lẫn khổ đau. Bài viết này sẽ cùng bạn khám phá sâu hơn về những cảm xúc và suy nghĩ của Adam và Eva khi họ phải rời bỏ giường địa đàng. Từ sự sốc và hối hận đến khao khát tha thứ và hy vọng cho một khởi đầu mới. Cảm xúc của Adam khi bị đuổi khỏi địa đàng. Khi Adam nghe tiếng Thiên Chúa gọi mình, một nỗi sợ hãi và bất ngờ ập đến. Không ai có thể ngờ rằng một sai lầm nhỏ có thể dẫn đến hậu quả lớn như vậy. Adam cảm thấy như thế giới của mình sụp đổ. Giường địa đàng không chỉ là nơi trú ẩn mà còn là biểu tượng của sự hoàn hảo. Sự sốc và bất ngờ khiến Adam cảm thấy như mình bị tước đoạt mọi thứ mà anh yêu quý. Giây phút đó, tâm trí của Adam chạy qua nhiều suy nghĩ hỗn độn. Tại sao anh lại để mọi chuyện trở nên tồi tệ như vậy? Liệu mọi thứ có thể trở lại như trước hay không? Cảm giác tội lỗi cũng bám lấy Adam như cái bóng. Anh không chỉ tự trách bản thân mà còn cảm thấy có trách nhiệm với Eva. Sự ăn trái cấm của Eva cũng là một phần trong quyết định của Adam. Anh biết rằng mình đã không bảo vệ cô, và điều này càng làm cho cảm giác tội lỗi tăng lên. Trong thực tế, điều này rất phổ biến trong các mối quan hệ hiện đại. Có rất nhiều trường hợp, khi một người trong mối quan hệ mắc sai lầm, người còn lại thường cảm thấy bị kéo vào, mặc dù họ không phải là nguyên nhân chính. Adam đã cảm thấy như vậy, khi anh không chỉ chịu trách nhiệm cho hành động của mình mà còn cho cả Eva. Nỗi buồn mất mát càng thêm sâu sắc khi Adam nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc trong giường địa đàng. Những buổi chiều họ cùng nhau đi dạo, những cuộc trò chuyện thân mật dưới bóng cây xanh, tất cả giờ đây đã trở thành những kỷ niệm đau thương. Sự mất mát này không chỉ là về một nơi chốn mà còn về cảm xúc. Cuộc sống trong giường địa đàng là một trải nghiệm tuyệt vời, và giờ đây, điều đó đã hoàn toàn biến mất. Khi bước ra khỏi giường địa đàng, cảm giác cô đơn ập đến Adam như một cơn sóng. Dù bên cạnh anh có Eva, nhưng sự mất mát của nơi mà họ đã sống lại khiến anh cảm thấy không còn an toàn. Điều này phản ánh tâm lý của rất nhiều người trong xã hội hiện đại. Khi một người mất đi thứ mà họ coi là nơi chốn bình yên, họ thường rơi vào trạng thái cô đơn, mặc dù xung quanh có nhiều người. Adam và Eva không còn được bảo vệ bởi sự hiện diện của Thiên Chúa, và điều này khiến họ cảm thấy thiếu thốn hơn bao giờ hết. Khao khát trở lại giường địa đàng là điều không thể phủ nhận. Adam tự hỏi liệu có cách nào để trở lại không, liệu họ có thể sửa chữa những gì đã xảy ra. Khao khát này không chỉ là một giấc mơ, mà còn là niềm hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn. Trong thực tế, rất nhiều người cũng có những khao khát tương tự khi phải đối mặt với những tổn thất trong cuộc sống. Họ luôn muốn quay trở lại thời điểm trước đó, thời điểm mà họ cảm thấy an toàn và hạnh phúc. Adam là một trong những người đó, và điều này càng làm nổi bật lên nỗi đau mà anh phải chịu đựng. Cảm xúc của Eva khi bị đuổi khỏi địa đàng. Eva cũng không thể tránh khỏi những cảm xúc đau thương khi bị đuổi khỏi giường địa đàng. Cô cảm thấy sự hối hận tràn ngập trong lòng. Mặc dù biết rằng Thiên Chúa đã cảnh báo về trái cấm, nhưng cô vẫn không thể cưỡng lại sự cám dỗ. Sự ăn năn này không chỉ là về một hành động mà còn là một sự thức tỉnh về những lựa chọn trong cuộc sống. Điều này có thể thấy rõ trong nhiều tình huống của cuộc sống, khi con người phải đối diện với những quyết định sai lầm và cảm thấy hối hận về điều đó. Eva có thể nhìn thấy rõ ràng rằng hành động của mình không chỉ gây ra hậu quả cho bản thân mà còn cho cả Adam. Nỗi sợ hãi ập đến khi Eva bước ra khỏi địa đàng. Cô lo lắng về những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Mọi thứ ở bên ngoài đều xa lạ và đáng sợ. Cô cảm thấy không chắc chắn về khả năng sinh tồn, về những thử thách mà cô và Adam sẽ phải đối mặt. Trong thực tế, nhiều người cũng cảm thấy sợ hãi khi phải bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Họ lo lắng về những khó khăn, những thách thức mà họ có thể gặp phải khi rời xa những gì quen thuộc. Eva chính là một ví dụ điển hình cho cảm xúc này.
Cảm giác không được chấp nhận cũng là một nỗi đau lớn đối với Eva. Cô cảm thấy Thiên Chúa đã từ chối cô, đã không còn bảo vệ và chấp nhận cô nữa. Điều này dẫn đến sự mất tự tin, cảm giác tự ti về bản thân. Trong xã hội hiện đại, rất nhiều người cũng phải đối diện với cảm giác không được chấp nhận. Điều này có thể đến từ gia đình, bạn bè hay xã hội. Họ thường cảm thấy mình không đủ tốt và điều này khiến họ mất phương hướng trong cuộc sống. Eva cũng rơi vào tình trạng tương tự khi cảm giác tội lỗi chiếm lĩnh tâm trí cô. Sự tách biệt với Adam cũng là một điều đáng lo ngại cho Eva. Dù rằng họ vẫn bên nhau, nhưng sự đuổi ra khỏi địa đàng đã tạo ra một khoảng cách vô hình giữa họ. Điều này khiến cô cảm thấy cô đơn và lạc lõng. Rất nhiều người trong các mối quan hệ cũng trải qua cảm giác này khi phải đối mặt với những khó khăn. Họ có thể cùng nhau, nhưng áp lực và lo lắng có thể tạo ra một khoảng cách. Eva đang phải sống trong một thực tế như vậy, điều này khiến cô càng cảm thấy trống trải hơn. Mặc dù phải đối mặt với rất nhiều cảm xúc tiêu cực, nhưng Eva vẫn tìm thấy một chút hy vọng. Cô biết rằng mặc dù họ đã bị đuổi khỏi vườn địa đàng, nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn. Hy vọng về việc có thể sửa chữa những sai lầm và tạo dựng một tương lai mới vẫn cháy bỏng trong lòng cô. Đó là một điều rất quan trọng mà nhiều người trong xã hội hiện đại cũng tìm kiếm. Bất chấp những thử thách, họ vẫn giữ hy vọng rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Eva cũng như vậy, và chính điều này giúp cô có thể tiếp tục bước đi trong cuộc sống. Những suy nghĩ của Adam về trách nhiệm và tương lai. Adam không chỉ cảm nhận nỗi đau mất mát mà còn phải suy nghĩ về trách nhiệm của mình. Khi bước ra khỏi địa đàng, anh nhận thức rõ rằng mình đã là người đứng đầu trong gia đình. Đây là một gánh nặng lớn đối với anh, vì anh cảm thấy cần phải bảo vệ Eva và lo lắng cho tương lai của họ. Trong nhiều gia đình hiện đại, trách nhiệm thường được phân chia, nhưng không ít người vẫn phải gánh vác một phần lớn, và điều này có thể dẫn đến áp lực và căng thẳng. Adam chính là một ví dụ cho điều này, khi anh cảm thấy mình cần phải đứng vững để dẫn dắt gia đình qua những khó khăn. Tương lai của Adam tràn ngập những lo lắng, không còn là một nơi an toàn, cuộc sống bên ngoài vườn địa đàng là một thử thách. Adam phải đối diện với việc kiếm sống, phải làm việc để nuôi sống cả hai. Sự chuyển đổi từ cuộc sống dễ chịu trong vườn địa đàng sang một cuộc sống đầy khó khăn khiến anh cảm thấy sợ hãi và bối rối. Trong cuộc sống hiện đại, rất nhiều người cũng phải đối mặt với những thay đổi bất ngờ. Họ có thể bị mất việc, gặp phải những khó khăn trong mối quan hệ hay phải chuyển đến một nơi mới. Tất cả những điều này có thể tạo ra những lo lắng về tương lai và điều đó khiến Adam cảm thấy bất an. Cảm giác cần phải xây dựng lại cuộc sống cũng là một điều mà Adam không thể phủ nhận. Dù biết rằng cuộc sống sẽ không bao giờ trở lại như xưa, nhưng anh vẫn cảm thấy cần phải tìm ra con đường mới. Điều này phản ánh sự kiên cường của con người khi phải đối mặt với khó khăn và tìm cách vượt qua. Trong xã hội hiện đại, rất nhiều người cũng phải đối mặt với những tình huống tương tự. Họ có thể phải khởi nghiệp lại sau một thất bại hoặc tìm cách tái định hình cuộc sống của mình sau khi trải qua một cú sốc. Adam cũng phải tìm kiếm một con đường mới cho mình và Eva. Khao khát được tha thứ cũng là một phần không thể thiếu trong suy nghĩ của Adam. Anh biết rằng mình đã mắc sai lầm và điều đó không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà còn đến Eva. Sự khao khát này không chỉ là một nhu cầu cá nhân mà còn là một khát vọng về sự hòa bình. Trong cuộc sống, việc được tha thứ và chấp nhận lại là điều rất quan trọng. Nhiều người thường tìm kiếm sự tha thứ từ người khác sau khi gây ra tổn thương. Adam đang phải sống trong nỗi khao khát được tha thứ từ Thiên Chúa và từ chính bản thân mình. Cuối cùng, Adam suy nghĩ về mục đích sống của mình sau sự kiện này. Anh tự hỏi liệu cuộc đời mình có ý nghĩa gì sau tất cả những gì đã xảy ra. Đó là một câu hỏi sâu sắc mà nhiều người cũng từng đặt ra trong cuộc sống. Có nhiều lúc, khi đối mặt với khổ đau và mất mát, con người thường tìm kiếm ý nghĩa của những trải nghiệm đó. Adam cũng không ngoại lệ khi anh cảm thấy cần phải tìm ra lý do để tiếp tục sống và đối mặt với tương lai. Những suy nghĩ của Eva về tình yêu và gia đình. Eva, bên cạnh những cảm xúc đau thương, cũng bắt đầu nghĩ về tình yêu và gia đình của mình. Cô rất trân trọng tình yêu mà mình và Adam dành cho nhau. Dù bị đuổi khỏi địa đàng, tình yêu giữa hai người vẫn là điều quý giá nhất. Eva hiểu rằng tình yêu chính là sức mạnh giúp họ vượt qua mọi thử thách. Trong cuộc sống hiện đại, nhiều người cũng tìm kiếm tình yêu như một nguồn động viên để vượt qua khó khăn. Họ biết rằng tình yêu không chỉ là một cảm xúc, mà còn là một động lực mạnh mẽ để đối diện với cuộc sống. Mong muốn có con cái cũng hiện hữu trong tâm trí Eva. Cô nghĩ về tương lai và khao khát một gia đình hạnh phúc. Tình mẫu tử là một phần không thể thiếu trong đời sống con người. Trong thực tế, rất nhiều phụ nữ trong xã hội hiện đại cũng cảm thấy như vậy. Họ luôn muốn tạo dựng một tổ ấm cho riêng mình,
bất chấp những khó khăn trong cuộc sống. Ega cũng như vậy, khi ước mơ về một gia đình, một thế hệ kế tiếp. Sự phụ thuộc vào Adam cũng khiến Eva suy nghĩ về vai trò của mình trong mối quan hệ. Cô cảm thấy cần phải hỗ trợ Adam trong những khó khăn sắp tới. Đó là một tình cảm sâu sắc, thể hiện rằng dù trong hoàn cảnh nào, tình yêu và sự hỗ trợ lẫn nhau vẫn rất quan trọng. Trong nhiều gia đình hiện đại, vai trò của người phụ nữ đang dần thay đổi, nhưng sự gắn bó và hỗ trợ vẫn là điều cần thiết. Ega nhận ra rằng tình yêu của cô dành cho Adam không chỉ đơn thuần là cảm xúc, mà còn là trách nhiệm và sự hỗ trợ. Ega cũng bắt đầu đánh giá lại giá trị của tình yêu. Cô hiểu rằng tình yêu không chỉ mang lại hạnh phúc mà còn có thể dẫn đến đau khổ. Nhiều người trong xã hội hiện đại cũng phải trải qua điều này khi họ yêu và bị tổn thương. Ega nhận ra rằng cô cần phải mạnh mẽ hơn trong tình yêu, và đó chính là cách giúp cô vượt qua mọi khó khăn. Cô quyết định sẽ không từ bỏ tình yêu mà mình dành cho Adam, mặc dù cuộc sống phía trước sẽ đầy thử thách. Cuối cùng, Eva tìm thấy sự hy vọng và khát khao về một khởi đầu mới. Cô biết rằng mặc dù họ đã mất đi giường địa đàng, nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn và hy vọng rằng họ có thể xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Nhiều người trong xã hội hiện đại cũng tìm thấy hy vọng trong những tình huống khó khăn. Họ biết rằng bất kể khó khăn là gì, họ vẫn có thể bắt đầu lại và tìm kiếm hạnh phúc. Ega chính là hình mẫu của sự kiên cường khi cô quyết định không để nỗi đau làm mình gục ngã.